Chào mừng mọi người đến với xe máy Đức Kiên nhá. Mọi người ơi, hôm nay em like bên xe số cho mọi người nhá. Tất cả dòng xe Xside này, Winner này, xe Tecon, cửa hàng đều có ở đây nhá. Chào Đỗ Văn Cường, chào Đời Là Thế Thôi nha. Way và Sirius, cửa hàng có rất nhiều cho mọi người luôn. Xside 135 này, Way này, các đời 2018, 19, 20 cửa hàng đều có nhá. Đây mọi người ơi, xe rất là đẹp luôn. Chào Phạm Mến nhá. Sirius này, từ 13.800.000 là có xe Sirius cho mọi người rồi nhá. À, anh ơi, cả hàng em like nốt rồi ăn cơm ạ. Và em cảm ơn anh ạ. Chào Minh Chiến nhá. Vision này, Ablet cửa hàng đều có cho mọi người nha. Salit này, các đời cửa hàng toàn xe đời cao cho mọi người thôi nhá. Chào Hà Phạm nha. Rider này, XM135 cửa hàng có rất nhiều cho mọi người luôn. Chị Phạm Mến ơi, cửa hàng có xe SH nhá. Cửa hàng đang có SH xe mới và xe cũ, chị muốn tham khảo dòng xe nào ạ? Chào Đinh Dương nha. Xside SH có rất nhiều luôn. Chào Thuyết Nhật nhé. Mọi người ơi, mọi người muốn tham khảo dòng xe nào có thể lại bình luận nhé, thì cửa hàng em sẽ báo giá cho mọi người luôn. Tất cả dòng xe ở cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người nha. Chào Minh Phúc nha. Và đếp màu đỏ đen, đời 2018, 30.900.000 mọi người nhé. Minh Phúc R15 đây nha em. Minh Phúc ở đây R15 đây nhé. Cửa hàng đang còn 2 con R15 này đây. Phạm Công Chiến ơi, SH2020 cửa hàng có xe nhé. Hơn 70 triệu, hơn 72 triệu, 13 triệu là có xe cho mình rồi nhé. Đi cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình nha. Minh Phúc ơi, khi nào mà có xe cửa hàng sẽ đăng xe rồi để em đến tham khảo em nhé. Hiện tại cửa hàng chưa có con V4 nào. Có đủ dạng xe cho mọi người tham khảo nha. Các mẫu xe, các form xe cửa hàng đều có nhé. Chào Ca Hải nha. SH Mo chỉ từ 30, còn 40 triệu là có xe cho mọi người rồi nhé. Đời 2018 á. Đây SH2020 nhé, đây là con bản 1.50 nhé, phanh thường, giá 87.600.000.
Xe rất mới luôn mọi người ơi. Xe 135 cửa hàng có rất nhiều cho mọi người. Chỉ từ 27 triệu 600 là có xe Xe 135 rồi nhá. Đây nha mọi người ơi. Xe đẹp mọi người ơi. Rider này. Từ 14 triệu 900 là có xe quay mọi người nhé. Mọi người mọi người hãy chia sẻ livestream để giúp em nhé ạ. Và rất mong mọi người ủng hộ cửa hàng nha. Các xe dành cho nam, cho nữ cửa hàng đều có cho mọi người nhé. Ở Vision cửa hàng đang có con xe chỉ từ 24 triệu 900 24 triệu 800 là có xe cho mọi người rồi nhé. Xe còn đẹp lắm mọi người ạ. Chào Quang Bo nha. Tí nữa cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo nhé. Đây cửa hàng nó có rất nhiều dòng Winner đây. Được các màu các bạn cho mọi người luôn nha. SH cũng có rất nhiều nha mọi người. Mọi người muốn tham khảo con xe nào để lại bình luận nhé. Cửa hàng sẽ gửi link cho mình nha. XC có rất nhiều luôn. Đây, từ 25 triệu 800 là có xe XC mọi người nhé. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream ở cửa hàng nha. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người đối với cửa hàng nha. Cảm ơn mọi người. Mọi người có thể tham khảo xe trực tiếp ở tại địa chỉ là 237 và 238, 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người ạ. Xin chào mọi người nha.